Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Bây giờ buổi tối hôm nay em Dương lên cho em sản phẩm áo nỉ nhá. Áo nỉ mặc mùa thu đông, 100% đến từ các thương hiệu lớn như là hôm nay em có của Burberry này, Nike, Adidas, Fila, Puma, rất nhiều anh em nhé. Hôm nay em sẽ đồng giá là 299.000 cho một sản phẩm, free ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra hoặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng mà không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Hôm nay em lên cho anh em chuẩn bị tổng cộng khoảng 40 mã nhé. Từ mã U41 đến mã U42 thì em sẽ báo giá riêng, còn lại là đồng giá 299 hết anh em nhé. Rồi mã đầu tiên này em lên cho anh em một con này là áo polo nhé. Polo dài tay của Burberry. Con này là logo của nó, logo đồng này. Đây, cực kỳ đẹp luôn này. Size 2XL nhá. Độ mới con này nó rơi tầm khoảng độ 95%. Áo độ mới cực kỳ là cao nhá. Đây, áo độ mới cực kỳ là cao luôn anh em này. Cúc nào của nó cũng dập hiệu hết nhá. Cúc dập hiệu này. Đấy, trên này của nó thì nó làm đen hết thôi. Nói chung áo mới, màu đen đen xì hết luôn anh em nhá. Đen xì hết luôn. Áo thì có xẻ tà này. Có xẻ tà này. Con này hàng made in China nhá. Cotton 100%. Tăng nâu luôn này, mới tinh. Mã N41 này, vai 49 bụng 56, dài áo là 75 nhé. Mã N41, con này có giá là 800 nhé. N41 này. Đây, áo như áo mới anh em nhé. Như áo mới luôn. Mã tiếp theo này, em lên cho em con này là Moschino Milano nhé. Toàn bộ của nó là thêu nhé. Thêu hình con gấu, con lông, cái thứ này. Rất là dày dặn luôn này. Áo này thì nam nữ mặc được hết anh em nhé. Đấy, thế là anh em mình, nếu mà nữ thì mình sẽ mặc cái kiểu rộng rộng ấy. Rất là hay. Moschino Milano, con hiệu rất nổi tiếng nhé, con hiệu rất lâu đời rồi. Đấy, từ bé em cái hiệu này rất là nổi rồi. Con này áo màu kem nhé, áo màu kem. Độ mới cũng khoảng độ 95%, áo mới tinh. Con này của nó là hàng sản xuất tại Portugal nhé, Bồ Đào Nha. Tem thác mới tinh. Đây, mới tinh nhé. Con này là mã N42 nhé. Vai 60 bụng 52, dài áo là 68 nhé. Con này có giá 500 nhé. 500 nhé anh em nhé. Đấy, con này nó vai nó kiểu trễ, vai 60 ấy. Đấy thì em nghĩ con này nữ mặc thì nó đẹp hơn. Nữ mặc kiểu trễ trễ là chứ vai chả nam chả ai dài đến tận 60 cả. Ở mã N42 nhá. N42 anh em nhá. Ở mã tiếp theo này, em lên cho anh em con MLB này. MLB này, MLB này. Con này áo đi của MLB nhá. Logo nó thêu nhá, rất là dày dặn luôn này. Thêu cực kì dày dặn luôn này. Đấy. Hai tay của nó thì nó được in chìm nhá, in chìm cái B rất đẹp luôn này. Đây áo màu nâu nhá, đằng sau này. Đây, con này áo bóng chảy. Tag thì con này không thấy đâu, con này chắc bị cắt mất tag rồi. Không thấy đâu anh em ạ. Con này là mã N43 nhá. Bụng 52, dài áo là 64 nhá. Bụng 52, dài áo là 64, mã N43 nhá. Từ mã này thì sẽ là 299 bao ship anh em nhá. Tiếp theo này em lên cho anh em con áo nỉ này. Áo nỉ của Adidas kết hợp với cả Star Wars nhá. Cực kìa đẹp luôn này. Đây. Nó in rất là dày nhá. In dày lắm anh em ạ. Đây cũng là in hết nhá. Đây Adidas này. Size của nó size S nhá. Vì đây size S chắc là S châu Âu à. Con này độ mới em cũng tầm 95%. Áo mới tinh nhá. Đây Adidas này. Em Star Wars này. Mã QR này. Chất liệu đó là cotton 100% nhá. Hàng made in China. Mã N44 này, vai 46, bụng 50, dài áo là 64 nhá, mã N44. Đây đằng sau nó cũng in này, đằng sau cũng in luôn nhá, nó như kiểu chấm dầu đúng ấy, nó họa tiết như kiểu chấm dầu ấy, cực kìa đẹp luôn. N44 này, vai 46, bụng 50, dài áo là 64 nhá, dài áo là 64 này. Tiếp theo này, ở đây cho em con áo nỉ cổ nó làm rất là to, con này của Nike này. Nike logo in này, nét căng nhá. Con này độ mới cũng cực kỳ là cao luôn, cũng 95% nhá. Tem đỏ của Nike. Made in China size XL nhá. XL. Đây, mới lắm, con này như áo mới. Đằng sau này nó cũng là các cái họa tiết nhá, họa tiết chìm hết em nhá, in chìm hết. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Con này made in China này, tem tác cả quyệt luôn. Nét căng luôn, mới tinh. Mã N45 nhá, bụng 53, dài áo là 72 nhá. N45, bụng 53, dài áo là 72. Đây, áo như mới nhé.
Tiếp theo là em lên cho anh em con này của áo nỉ của Adidas này. Con này nỉ hai lớp bên trong, nói chung con này dày dặn lắm. Chất thì cực ngon này, sờ mềm lắm. Đây, bên này nó có một cái họa tiết in nhiệt nhá. Logo in nhiệt của Adidas bên này. Đây. Đấy, in nhiệt Adidas bên này. Đấy, bên này nó có một cái đường kẻ đây. Đường kẻ này. Đây, tem này, size L nhá. Size L. Con này nó mới đến 95-97% nhá. Như là áo mới ấy, đây này, anh em này. Nó mã QR này, chất polyester 100% nhá, hàng made in China. Con này là mã N46 này, N46 này. Bụng 50, dài áo là 65 nhá, mã N46 này. N46, đây, con này áo không khác gì áo mới, nó phải đến 97-98%. Tiếp theo này, em lên một con áo, con này kiểu áo còn làm cardigan này của Adidas nhá. Size M nhá, có size M này. Logo theo rất là dày dặn luôn này, rất là dày luôn anh em nhé. Có túi này, có một cái túi đây này. Đấy, con này độ mới 95% em luôn, mới tinh. Cúc nào của nó là cũng được dập hiệu Adidas hết anh em nhé. Rất là to luôn. Cúc ở dưới cùng thì nó màu xanh. Đây, dưới thì màu xanh này. Đấy, con này nỉ mỏng nhé. Đây, mã QR này. Đây, tag này. Con này là 70% cốt tông của lại polyester, cũng hàng made in China nhé. Con này là mã N47 này, N47. Vai 46, bụng 50, giá áo là 69 nhá. Mã N47. N47 này, đây, con áo màu ghi theo cái phong cách rất đơn giản, độ mới cao nhá, rất là cao luôn. Mã tiếp theo này, lên cho em con này là của Skechers nhá. Con này toàn bộ con này là thêu này, thêu hết nhá, toàn bộ là thêu hết. Nét căng luôn, mới tinh này. Made in China, size L nhá, hàng size L, áo màu đen. Con này cũng mới 95% cho em ạ, áo như áo mới. Áo như áo mới, trung hàng đầu mùa này em thấy mới lắm. Mà nó hiệu nhiều hơn, giống như kiểu polo ấy. Đến giữa mùa, cuối mùa hàng nó không đẹp bằng đầu mùa đâu anh em ạ. 54% cốt tông của lại polyester nhá, made in China, tag mới tinh. Mã N48 này, vai 43, bụng 49, giá áo là 68 nhá. Giá áo là 68 này. Mã N48 nhé, vai 43, bụng 49, dài 68. Vai chuẩn size L cho em nhé, size L đấy. Tiếp theo này, đây con này áo của Boy London này, size M này. Với tập Kingdom này, bên này là có theo một cái huy hiệu bằng da nhé. Đấy, có chữ Boy này, cực đẹp luôn nhé. Đằng sau thì in rất là to, in cực kì to luôn nhé, rất đẹp luôn anh em này. Này, đấy, bên này cũng in này, nét căng luôn nhé. Con này cũng mới 95-97% cho em, mới tinh. Tag Boy đây, cô tông 100%, design ở Korea, Boy London, con này Boy London Korea. Và made in ở đâu nhỉ? Design thì ở Korea nhưng mà không thấy made in ở đâu anh em ạ. Đây, đẹp tag nhiều lắm. Mã N49 này, vai 49, bụng 47, giá áo là 63 nhé. Mã N49 này. Vai 49, bụng 47, giá áo là 63. Anh em này, đẹp ạ, con này mới tinh. Tiếp theo này em lên cho anh em con này, con áo của Champion nhé. Champion logo theo này. Đây, áo màu lông chuột này. Con này thì nó mỗi cái theo ở đây thôi, cho anh em nào thích kiểu đơn giản ấy. Đằng sau thì nó là cũng là trơn nhá, độ mới cũng 95% cho em, mới tinh luôn. Đây, con này là made in Honduras nhé. Honduras đây. Em thấy Champion nó made in Honduras rất là nhiều nhá, đa phần là made in Honduras. Mã N50 nhá, vai 51, bụng 53, giá là 70 nhá. Mã N50. N50 này, mới tinh nhá. Mã tiếp theo này, lên cho anh em con này áo của Nike. Nike NBA, áo bóng rổ. Size XL hàng made in China nhá. Đây, có mỗi cái đoạn trên này này là kiểu như là nó bị mờ một tí đó, còn áo mới đó. In này, anh em nhìn hình in của nó này. Nét căng mới tinh luôn, đằng sau cũng thế nhá. Con này mới cũng phải trên 95% mới á. Made in China này, tem cả quyển luôn. Con này là chất liệu 80% cốt tông nhá, 20% polyester. Mã N51 này, vai 50, bụng 55, giá áo là 64 nhá. Giá áo là 64 anh em nhé. Đây, áo mới tinh. Màu dễ mặc này. Tiếp theo này, em lên một con Adidas Big Logo này, màu màu tím nhá, màu tím rất là đẹp luôn này. Đấy.
đằng sau cũng thế này, đằng sau trơn. Mới tinh nhá, con này mới 97-98%, hai tem của Adidas này. Size của nó xem mờ nhá, thằng made in Cambodia. Bên này có một cái tem này, authentic này, kiểu áo thể thao ấy, made in Cambodia nhá, mã QR này. Con này là 77% cốt tông, còn lại là polyester. Đang đây anh em nhá. Con này cũng mới 95, trên 95 cho em này. Mã N52, N52, vai 44, bụng 49. Giày áo là 67 nhá. Giày áo là 67, vai 44, bụng 49. Giày áo là 67. À, mã tiếp theo này, em lên một con Adidas logo theo nhá, áo màu cam. Màu cam này, logo nó theo nhá. Size ở đây là size 40. Đây, hai tem bên này. Tay của nó thì nó có 3 sọc nhá. Đây này. Tay nó 3 sọc này. Đây. Con này thì nó chỉ mới được 90% thôi, không mới bằng mấy con kia. 90%. Trung độ mới rất là ok nhá. Có điều tay em này nó hơi bị gọi là đây này. Tay nó không được trắng hoàn hảo lắm ấy. Em về giặt cho em là nó trắng hết thôi. Mã QR này. QR đây nhá. 77% cốt tông, còn lại là polyester. Đang đây, made in con này made Turkey ạ. Made Turkey nhá. Made Turkey này. Mã N53 này. Bụng 60. Bụng 60 dài 67 nhá. Đây, các em đọc bụng nó sẽ không có vai đâu anh em nhá. Bụng 60, dài áo là 67. Áo màu cam. Mã tiếp theo này, em lên một con áo nỉ mỏng nhá. Con này rất mỏng đấy, của Champion logo in. In nhá, đây là in này. Xem M này. Size M nhá. Bên này cũng nó mới in bên trên tay này, tay áo nó cũng in này, in này. Chỗ này cũng là theo nhá, theo tác của Champion. Cốt tông 100% này, con này made China anh em nhá. Made China, con này hàng xuất Nhật. Made China. Mã N54 này, N54. Vai 48, bụng 48, giày áo là 61 nhá. Giày áo là 61 này. Đây, mã N54. Mã tiếp theo này, em lên một con áo tập nhá. Áo tập con này Nike Pro. Nike Pro con này logo theo ở trên này. Theo nhá, rất đẹp luôn này. Con này áo co giãn 4 chiều này, co giãn này. Đấy. Nike Pro đây trên này in Nike Pro này. Con này cũng mới 95% mới tinh. Đây, tag in của nó còn mới tinh luôn này. Thì Hyper Warm à công nghệ Hyper Warm size XL. Made in China nhá, hàng made in China. Đây, đằng sau nó in cái Nike Pro này. Nike Pro này, đây, con này kiểu áo tập ấy, áo đi thể dục mùa thu đông thôi. Đây, in này. Đây, tag của nó đây cả quyển luôn. 88% polyester, 12% là spandex nhá. Hàng made in China, tag tiếp mới tinh, cả quyển luôn. Mã N55 này. Bụng 45 dài áo là 70 nhá. Bụng 45 dài 70. Đấy, cái con áo tập này em thấy nó làm từ rất kiểu như là bụng nó làm nhỏ ấy để kiểu nó có giãn nữa để cho các chú mình mặc kiểu body ấy. Tiếp theo này, lên cho anh em con này. Con này áo gì đây? Ôi giời, con này không phải từ Lockfey rồi. Con này nó kiểu nó ná từ Lockfey ấy. Đây này, nó làm con này không phải giờ Lockfey đâu anh em nhé. Con này nó ná từ Lockfey đây. Đấy. Con này nhưng mà nó mới đó, mới đẹp. Không có tác tiếc gì cả. Đấy. Đây, con này là đây này. Made in China. Con này nó làm na ná đó. Đây, con này bán rẻ đó. N56 nhá. Vai 52 bụng 46. Giày áo là 66 nhá. Đây, con này nó làm na ná nó đẹp lắm. Đây. Đây. Đây con này bán 150 đó. 150.000 con này nhá. Mã N56 nhá. Vai 52 bụng 46. Giày áo là 66 nhá. Giày áo là 66 này. Mã tiếp theo này, em lên một con Adidas. Adidas này. Chỗ này là theo nhá. Theo này, theo này, theo này, rất đẹp nhá. Đây, tag của nó đây. Size M nhá, hàng made in Việt Nam. À, size Korea thì này. Size M nhá, hàng made in Việt Nam. Đây, tem đen của nó đây. Con này mới tinh nhá, đây này. Ba vạch này, đây, Juventus này. Áo đội tuyển này. Đây, ba sọc này. Rất đẹp luôn này. Ba sọc tiếp này, rất đẹp nhá. Mã QR này. QR này. Con này là 100% polyester. Đây, đang đây. Mã N57 nhá. N57 này, Adidas Juventus này. Bụng 43 dài áo là 65 nhá. Bụng 43 dài 65. Con này nó chỉ tầm size S thôi, bụng 43 dài 65 này. Em là mặc size S cho em, hoặc là áo con này nữ mặc được.
Tiếp theo là con áo Nike Jordan màu nâu size M, hàng made in Cambodia nhé. Chỗ này là nó thêu nhá, thêu một cái tag, tag này thêu một cái tem vào. Đằng sau là trơn thôi. Đây, đằng sau là trơn nhá, màu rất là dễ mặc này, rất đẹp này. Đây, tem tag cả quyển luôn, made in Cambodia. Con này là cốt tông 100% nhá. Đây, tag mới tinh nét căng. Mã N58 này. Vai 49 bụng 47, giày áo là 63 nhá. Mã N58. N58 này. Vai 49 bụng 47, giày áo là 63. Mã tiếp theo này, lại một con Nike Nike Jordan tiếp nhá, size XL hàng made in China. Đây, chỗ này là thêu này, thêu nhá. Đây, màu màu ghi này, màu ghi này. Đây, con này mới 95% nha, mới tinh. Hàng made in China nhá. 82% cốt tông, còn lại polyester. Tác mới tinh nét căng luôn. Mã N59 nhá, N59 vai 54 bụng 54. Giày áo là 67. Giày áo là 67 này. Mã N59 nhá, N59. Tiếp theo này, một con áo Adidas màu xanh ô liu này, hai màu xanh luôn nhá, rất đẹp luôn này. Đây, bên đậm hơn này. Đây, in nét căng to đùng luôn. Đằng sau thì là trơn nhá, sau là trơn này. Tay của nó cũng ba sọc này. Con này mới 95% mới tinh. Tay bên này thế này. Áo có đẹp luôn. Đây, con này là hai tem này. Hai tem này, size đây ghi size 36 này. Đây, mã QR này, mã QR này. Cốt tông 100% nhá. Tác mới tinh luôn anh em ạ. Mã N60 này, bụng 50 dài 65 nhá. Mã N60. Bụng 50 dài 65. Đây, màu rất đẹp luôn anh em ạ. Tiếp theo là em đem con New Blend nhé. New Blend này, logo in này. In này. Đấy. Size M này, em đây. Size M này, đằng sau là in New Blend này. New Blend này. Đây, con này hàng made in China nhé, 88% cốt tông. Con này là pha với polyester, hàng made in China. Mã N61 này. N61 này, bụng 47 dài 61 nhá. Bụng 47 dài 61, con này cũng mới gọi là 95% nha em luôn, mới tinh nhá. Mới tinh luôn anh em ạ. Đây này. Chất áo anh em nhìn mới tinh luôn. Tiếp theo này, lên con Fila nhá. Fila size XL. Fila này. Logo in nét căng luôn. Quá đẹp. Đây, Fila này, mã QR của nó đây. Mã QR này. Tem đây. Con này là made in China nhé, 81% cốt tông, còn lại polyester. Tag đây anh em nhé. Mã N62 này, vai 45 bụng 49, giày áo là 65 nhé, fila màu đen, mới tinh. Mã N62 này, vai 45 bụng 49, giày áo là 65 nhé, giày áo là 65. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con áo hoodie của Dicky nhé. Dicky này, đây, tag của Dicky này, đây, có dây rút anh em nhé. Dây rút này. Đây, có tem Nike ở dưới này. Đây, đây có một cái tem này, con này hàng made in China nhá. Nike thì nó rất làm nhiều rất nhiều tem như này. Đây này, một cái áo khi nó làm đến hai cái tem như thế. Và con này màu đen nhá, mới tinh này. Đây, in to tướng luôn này. Rất đẹp luôn. Mã N63 nhá, N63 này. Vai 58 bụng 52, dài áo là 64 nhá. Dài áo là 64. 64 đấy. Con áo hoodie này anh em nên mặc rộng rộng cho em một chút nhé, trông nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo này, một Under Armour nhé. In này, đây, họ tiếp in này. In big logo, ba cái logo của Under Armour luôn ạ. Đây. Size của nó size L này, hàng made in Malaysia nhé. Còn đây có túi này. Có túi này, có dây rút này. Đây, mã QR này. Mới tinh nhé, con này mới lắm. Con này mới 95%, 80% cốt tông này, còn lại polyester, tang mới tinh luôn. Mã N64 nhá, bụng 57, dài áo là 67 nhá. N64 này. Mã tiếp theo em lên một con áo hoodie của Fila tiếp này, Fila size S. Fila size S này. Chỗ này là thêu này. Thêu nhá. Đây có dây rút này, đầy đủ hết nhá. Túi ở bụng này. Con này cũng mới 95% cho em luôn, mới tinh. Đây, mã QR này, mã QR này. Chất liệu của nó là cốt tông 100% nhé, hàng made in China.
ở mã N65 nhá, N65 này, vai 52 bụng 51, dẻo là 60 nhá, dẻo là 60 này, đằng sau cũng thêu này, thêu to tướng luôn, rất đẹp này, đây, thêu hết nhá, Italia này, thêu hết này, quá đẹp luôn này, đấy, thêu cực to luôn đấy, mã N65 nhá, vai 52 bụng 51, dẻo là 60. À, tiếp theo là em lên một con áo hoodie của Boy nhá, Boy London tiếp này, Boy London chỗ này là in nhá, in này, đấy. Dây của nó làm rất là đẹp này, đây cũng dập chữ Boy luôn này, có túi này, đây chỗ này có thêu này, rất đẹp luôn này, thêu này. Con này là made in China tiếp anh em nhé, cốt tông 100%. Đây, bên này China, bên này có tem Nhật nữa, chắc là hàng xuất Nhật. Đây, ở mã N66 nhé, vai 57 bụng 51, dẻo là 68 nhé. Mã N66, vai 57 bụng 51, dẻo là 68. Tiếp theo này, con nào hoodie của Nike nhé, Nike này, size XL hàng made in China nhé. Đây, có logo Nike với chữ Nike luôn, thêu nhé, đằng sau cũng thêu tiếp này, áo màu xanh lá cây. Đây, con này made in China, tem tác đầy đủ hết nhé, to tướng luôn. Mã N67 nhé, N67 này, vai 46 bụng 55, dẻo là 63 nhé, mã N67. N67 này anh em nhé. Tiếp theo này em lên anh em con Nike tiếp này, size M nhé, made in China, Nike này. Đây, chỗ này là in này, in rất to luôn này, rất đẹp nhé. Đây, con này mới khoảng 92-93%. Hàng made in China này, cốt tông 100%. Mã N68 nhé, N68 này, bụng 47 dài 60 nhé, bụng 47 dài 60. N68 này. Mã tiếp theo là em đem con Nike nhé, Nike size M hàng made in Việt Nam này. Chỗ này là thêu nhá, thêu này. Đây, độ mới con này cũng khoảng trên 90 nhá. 90, con này 95%, mới tinh. Đây, tag đây, Nike này. Đây. Nike này, chất liệu cốt tông 100% nhá. Mã N69 này, vai 47 bụng 45. Dài áo là 66 nhá. Dài áo là 66 này. Mã N69 nhá, N69 này, thêu. Thêu to anh em nhá. Mã tiếp theo này, lên một con Adidas này. Họa tiết in cực kìa đẹp luôn nhé. In này, đây, cái này là size của nó, in đây size M. Áo màu đen, độ mới có lại 95% cho em, như mới nhé. Đây, bên trong là nhung nhé, bên trong là nhung rất đẹp luôn này. Đây, tag này, con này là 95% cốt tông, còn lại spandex hàng made in China. Mã N70 nhé, vai 52 bụng 47, dẻo là 65 nhé, dẻo là 65. Mã tiếp theo này, bên anh em con này áo nỉ của Puma màu trắng nhá, trắng kem, logo nó in này. Đây, đằng sau thì là trơn này, sau trơn này. Con này không có tag rồi, con này bị cắt mất tag rồi. Mã N71 nhá, N71 này, vai 48 bụng 50, dài áo là 63 nhá, dài áo là 63, mã N71 nhá, N71 này. Tiếp theo là em lên một con Adidas Big Logo này, rất đẹp luôn anh em nhé, Big Logo này, cực kỳ đẹp luôn này, nét căng, size của nó size 4XL nhé, 4XL này. Đây, độ mới cũng 95% cho em, rất mới luôn đấy. Đây, con này là made in China luôn nhé, 95% cốt tông, còn lại là polyester. Đây, tag này, mã N72 này, vai 50 bụng 48, giá áo là 62 nhé, giá áo là 62. Mã N72. Mã tiếp theo này em lên con Champion nhé, áo nỉ của Champion này, size L này, size L này. Đây, bên này có một cái logo thêu này, Champion này. Đây, đằng sau là trơn, sau là trơn này. Đây, tag này, con này là sản xuất tại Indo nhé, bên này Indo, con này hàng xuất Nhật, Indo này, cốt tông 100% nhé. Mã N73 này, vai 46 bụng 46, dẻo là 63 nhé, dẻo là 63 này. Tiếp theo em lên một con Nike Jordan này, Big Logo nhé, Big Logo in này, cực đẹp luôn này,
đằng sau thì là trơn. Con này cũng mới 95% cho em luôn, đằng sau là in. In này. Đấy, in rất là chữ rất là to luôn nhé. Mã N74 này. À, bụng 58 dài áo là 69 nhá. Bụng 58 dài 69 anh em này. Bụng 58 dài 69 nhá anh em nhé. Mã N74. Ờ, mã tiếp theo này em lên con Nike này. Nike logo in. Con này nỉ mỏng thôi anh em nhé. Nỉ mỏng đó. Size 2XL này. Nike này. Made in China nhé. Tag, nó, tag in trên này. Đằng sau thì là trơn. Đây, con này 19% nha. Rất mới đấy. Đây, tag dưới này nó bị mờ mất rồi. Đây, tag dưới nó bị mờ mất rồi. Ờ, mã N75 nhé. Ờ, vai 44, bụng 45. Ờ, dài áo là 64 nhé. Mã N75 này. Vai 44, bụng 45, dài 64. Mã tiếp theo một con áo, con này là Paul Frank này. Một con áo nỉ big logo in này. In rất là đẹp luôn. Bên trong thì là nhung nhá. Bên trong là nhung này. Đấy, con này là 57% cotton này. Con này polyester. Con này cũng made in China em nhé. Made in China. Đây, đây. Mã N76 nhá. Vai 48, bụng 52. Dài áo là 71. Dài áo là 71 này. Ở dưới này nó có một kiểu in ấy, in cái chữ ký Paul Frank. Mã N76 này. Tay thì nó có thêm cái chữ cũng in nhá, in một cái tem nữa. Mã N76 này, vai 48 bụng 52, dài áo là 71 nhá. À, mã tiếp theo này, em lên con Adidas logo in cực kỳ đẹp luôn này. In big logo này. Đây, con này hai tem cổ này. Size XL nhá, hàng made in China. Con này có cả mã QR luôn. Đây. QR này, tag này. Con này là cotton 100%. Đây, tag này. Mã N77 này. Vai 44 bụng 50, dài áo là 65 nhá. Mã N77. Đằng sau là logo thêu nhá. Đằng sau là logo thêu này. Trên này là có cái gọi là logo Adidas nhá. Đây. Cái tem của Adidas. Mã tiếp theo này, em lên con này là Nike logo thêu nhá, Nike logo thêu này, RMA Fit Medina XL này, XL, con này mới tinh luôn, con này mới 97-98% luôn, tác nó mới tinh này, polyester 100%, tác mới tinh luôn. Mã N79 này, N79 này, vai 50 bụng 57, dài áo là 69 nhá, mã N79. Vai 50 bụng 57, dài áo là 69 nhé. Mã cuối cùng này, em lên cho anh em con này là Arteric size L made in China nhé. Logo thêu này. Thêu này, nó làm thêu rất đẹp nhé, đằng sau nó cũng thêu to này. Big logo này, trông cực kỳ đẹp luôn này. Con này mới 95% cho em luôn. Áo như mới nhé anh em nhé. Đây, tag này. Arteric, con này made in China luôn ạ. Con này made in China. Chất liệu của nó là chất liệu cotton 100%. Tag mới tinh luôn. Mã cuối cùng này, mã N80 nhá. Vai 57 bụng 56, dài áo là 68 nhá. Dài áo là 68. Đây. Rồi ok. Vậy em Dương đã lên hết 40 mã áo áo nỉ ở video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú quan tâm theo dõi video nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.